Một con gió gió bẻ xiết từ Lazada. Sốt rất là chu đáo này, có một cái bộ đồ nghề để chúng ta có thể lắp ráp được cái gió bẻ. Hướng dẫn cách lắp. Ở đây nhân vật chính tay đàn. Đầu tiên mình lắp cái này trước. Hai cái khe. Đào cái cầu này. Vô ta nó bỏ.
đâu cái thái đồ qua video cũng đúng y này tới giờ đang nảy xóa. Cái tôi đây là hát cái mạc này là rót mọi chuyện á. Để có hai đứa em một lần. Đó là đi mấy cái linh không đấy. Chiếc xích lô dễ thương đợi cho mà không bao không. Chua đi nữa thôi, mình phải thấy. Được bán đấy. Không. Quá dễ thương. Dễ có chiếc xích lô này. Hồi xưa đi xích lô là phải thê đó chứ bộ. Thê nó là đi. Nam đám à, đám à, để dành đi hạt chở được chỗ an cho luôn á, cả. Để con chở đi chồng, mà ơi xe nhiều dữ đó. Full option. Hoàn thiện. Cái này nữa là xong. Xui. À, cho hai bọn đi đây. Em bên cạnh đó thơ vậy là thỏ mà con thỏ ăn cỏ á cỏ không kìa cũng được rất nhiều hơn không em gì là quân thỏ mà em thiệt thỏ Bình Dương, thỏ Bình Dương. Thỏ này lạ lắm. Thì mới ra đem đem cái túi tôi bán cho sang đi. Thì cái túi tôi bán cho sang cho đẹp, hướng dẫn cả bán cho tiền đẹp luôn. Chứ nghĩ ra em đó. Cùng xa đi. Đấy. Tôi bảo Nhật nè. Tôi bảo chủ Nhật. Bán cho sang luôn, có sử dụng luôn. Đừng đi đi đâu đi, không có đi bắt bẻ nè, đi theo. Cái túi này dùng được mà. Dư thẳng là ba con ốc trong khi còn hai cái lỗ. Dư mất một con. Hãy subscribe
Em bị cô lo thầy nào là thầy dư lâm thầy đi đâu đó thở nó thở thì đó nữa giả xin không thì đúng đâu mà không mà đâu mất hả cái không hát cái mẹ thầy đâu em bị ráng mà vừa làm vứt chưa em bị ráng mà là thầy vui xong rồi nha mọi người chị thử bé thử một bò 16 giờ 16 phút rồi.